Xin chào các bạn, hôm nay Tiny Game sẽ đến với chiếc laptop GS60 Ghost của MSI với cấu hình mạnh mẽ và độ phân giải 3K. Chiếc laptop này rất thích hợp để chơi game và giải trí. Ngoài ra, với thiết kế mỏng, nhẹ và sang trọng cũng thích hợp cho công việc văn phòng. GS60 Ghost sở hữu thiết kế mỏng, nhẹ và thanh lịch. Các đường nét trên máy được thể hiện rất tinh tế, không có chữ thừa. Ngoài ra, với màu vàng gold, càng lên chiếc máy càng được tôn thêm vẻ đẹp. Mặt lưng của chiếc máy có logo MSI, logo Raganami và hai đường gân cách điệu. Bên phải máy có một cổng USB kim sạc nhanh cho các thiết bị di động, cổng đầu thẻ nhớ, cổng HDMI và cổng DisplayPort cũng như cổng LAN. Còn đây là cái lỗ tản nhiệt trải dài từ bên hông phải máy cho đến xuyên suốt lưng máy rồi đến bên hông trái. Thì bên hông trái có cổng Kensington, cổng khóa Kensington, cổng nguồn, hai cổng USB 3.0, cổng micro và cổng tai nghe. Ở mặt trước máy có cái đèn tín hiệu đèn sleep, đèn ổ cứng, đèn năm lốc, đèn cáp lốc, Bluetooth, Wi-Fi và pin. Ở đây chúng ta có phần loa do Daiyo sản xuất, phần phím do SteelSeries sản xuất là phím full size, các phím được làm bằng chất liệu nhám. Còn đây là phần đáy tay được làm khá rộng rãi, chất liệu bằng hợp kim nhôm. Còn đây là phần touchpad bằng chất liệu nhám, chi chuột khá là tốt. Về cấu hình, GS60 Ghost sở hữu chip Intel Haswell 4 nhân, Core i7-4, RAM 16GB DDR3, hai ổ cứng SSD 128GB, một ổ cứng HDD 1TB, màn hình 15.6 inch có độ phân giải 3K cùng card đồ họa GTX 970M và card onboard Intel HD 4600. Nếu như với những chiếc laptop chơi game khác, các bạn thường gặp khó khăn trong việc di chuyển do chúng quá nặng hoặc dày, thì với GS60 Ghost các bạn có thể dễ dàng di chuyển mang bác đến nơi nào tùy ý, bởi vì rất là nhẹ và trọng và thiết kế cũng rất là mỏng. Ở dòng sản phẩm này, MSI đã khắc phục được nhược điểm của cái dòng sản phẩm trước, đó là việc bám dấu vân tay trên bề mặt máy. Như các bạn nhờ vào hộp kim nhôm, chất liệu hộp kim nhôm với cái đường vân mờ, thì MSI 60 Ghost sau một tuần sử dụng không hề có việc dám bấu vân tay trên đây như các bạn cũng thấy. Bàn phím do SteelSeries sản xuất cho được nhấn rất tốt. Chỗ đáy tay của máy được thiết kế rộng rãi cho người dùng cảm giác thoải mái. Ngoài ra, bàn phím cũng có thể đổi được đèn với nhiều hướng khác nhau bằng cách sử dụng phần mềm Engine cài sẵn trong máy. Như các bạn cũng thấy, đây là nút Power. Đèn trên nút này sẽ giúp cho người dùng phân biệt được lúc nào họ đang sử dụng card onboard và lúc nào đang sử dụng card rời. Như các bạn thấy, hiện tại đây là đèn xanh báo hiệu chúng ta đang sử dụng card onboard. Đèn sẽ chuyển sang màu cam khi chúng ta chuyển sang card rời. Tản nhiệt chính là một ưu điểm lớn của GS60 Ghost. Sau 2 tiếng chơi game đòi hỏi hình khủng như Far Cry 4, thì những phần tiếp xúc với tay như là phần này sẽ không có cảm giác nóng. Còn những phần như phần rìa ở đây và phần loa, phần rìa này thì sẽ có cảm giác hơi ống một chút xíu. Phần loa do Daiyo sản xuất là một ưu điểm khác của GS60 Ghost cho chất lượng âm thanh to, rõ. Với cấu hình mạnh thì GS60 Ghost có thể chiến được những tựa game thông dụng hiện nay như là Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2 và Counter-Strike Global Offensive. Và các bạn cũng có thể chiến được những tựa game đòi hỏi có nặng như là Far Cry 4 như là Assassin's Creed Unity. Ngoài ra, máy còn cung cấp một phần mềm kèm theo đó là Xplit Game Caster. Các bạn có thể dùng để stream game hoặc là thu lại những khoảng cách trong game mà mình yêu thích, sau đó up lên những kênh thông dụng như là Twitch TV và YouTube. Tuy sở hữu khá nhiều ưu điểm, nhưng GS60 Ghost vẫn tồn tại một số đặc điểm. Đầu tiên đó là về thiết kế màn hình. Các bạn có thể thấy đây, vì màn hình sở hữu độ mỏng khá ấn tượng. Tuy nhiên, vì màn hình lại khá dày. Nhiều điểm thứ hai đó chính là các phím numpad được thiết kế nhỏ hơn so với các phím thông thường. Ngoài ra thì cụm phím điều hướng được đặt xen lẫn giữa phím thường và phím numpad, dễ làm cho người dùng bị nhầm lẫn sử dụng. Và nhiều điểm thứ ba đó chính là cụm đèn tín hiệu. Như các bạn thấy đây,
Nếu như trong quá trình sử dụng các bạn muốn biết mình đang xài đèn gì thì phải dở tay ra, như vậy rất là bất tiện. Tóm lại, với cấu hình mạnh cho màn hình chất lượng, thiết kế sang trọng thì GS60 Ghost là một chiếc máy đa năng phù hợp với nhiều nhu cầu, từ làm việc, chơi game cho đến giải trí chất lượng cao. Đến đây thì Thanh Niên Game đã hoàn thành xong phần đánh giá chiếc máy GS60 Ghost. Hẹn gặp lại các bạn trong các video đánh giá lần sau. Chào các bạn.